Chưa kịp biết Linh Hoa có ký hợp đồng lao động với vụ Trí Quốc không thì thằng camera nó chạy ra bên ngoài quay cái con chim khủng này đây. Thế quái nào mà con này vẫn còn chưa chết, ngoác mỏ ra quắc quắc nãy giờ, cấm chát bao nhiêu lần cũng không được. Cả cơ thể nó chưa chỗ nào là Vương Hạo chưa chém qua, ví dụ như lần này chém vô cái của nó, bắn tùm lum, chim nó ngoác mồm ra chửi quá trời nhưng mà nó vẫn không chịu đăng xuất. Té ra là con khủng này có dị năng hồi phục, cái cánh vừa chém lúc nãy đã rất nhanh mà liền lại như mới, tính cái con này nó không quá mạnh nhưng mà nó rất là dai, nhai mãi không đứt. Vương Hạo đang nhấc cái đầu muốn chết thì đằng sau truyền đến một tiếng nổ lớn, giờ một cái lập tức thu hút sự chú ý của anh ta. Luma, Triệu Giao đang đánh nhau vui vẻ cũng phải quay ra nhìn, không chỉ bọn họ mà tất thảy người thú ở đây đều vội vã nhìn về phía tiếng nổ. Là Hà Tiểu Linh đang phóng linh lực cao hàng ngàn mét ngay trước mắt bọn họ, Tiểu Linh đứng giữa cột linh lực đó mà dựng hết đầu tóc. Xung quanh cô ấy còn có 10 cái cánh của Linh Hoa vây lại, vậy là biết rồi đó, Linh Hoa đã nhận cái xác của Tiểu Linh rồi cùng cái xác đó hợp nhất thành một. Sự dung hòa giữa hai bản thể giải phóng ra nguồn sức mạnh to lớn, nhưng cũng cùng lúc giải thoát cho các sinh vật đang bị khống chế xung quanh. Đôi mắt của chúng từ màu xanh điên dại lần lượt trở về màu sắc vốn có ban đầu, nhìn đỡ nghiện ngập hẳn. Bé Na có lại đôi mắt tím, chim điên có lại con người vàng, tất cả bọn chúng không còn muốn bảo vệ Linh Hoa nữa, lúc này chúng muốn ăn, muốn cắn nuốt Linh Hoa. Mà thực ra từ đầu chúng cũng đâu có ý định bảo vệ cho bông hoa đó, chỉ là trên đường tới khúc hoa không may lại bị Linh Hoa thao túng mà thôi. Giờ đây đã có lại nhận thức, bọn chúng sẽ tiếp tục làm những thứ muốn làm, thậm chí còn có thêm sự phẫn nộ nữa. Bé Na là đứa đầu tiên sổ lên, tiếp theo nó là Hắc Mã, là chim điên, đứa nào đứa nấy sồn sồn như bị đổ nước sôi vào đít. Người bên ngoài nhìn vào mà thấy sợ, bọn chút thoát khỏi khống chế còn hung hãn hơn lúc nãy, cho dù là thế cũng không thể để chúng nó lấy được hoa, Hà Tiểu Linh cũng không được. Bây giờ còn không xông ra thì đợi lúc nào nữa, người người nhà xô tới phía Tiểu Linh, Triệu Giao cũng muốn xô tới cùng nhưng Ngư Ma không cho xô. Thế là lao tới chỉ có mấy con thú và mấy ông diễn viên quần chúng không tên tuổi, nhưng chưa chắc đến sớm đã là hay. Trong trường hợp này thì đúng là không thấy phúc chỉ thấy họa, Tiểu Linh nhẹ nhàng quay người lại, thầm gọi một tiếng hỏa điệp, rất nhanh bươm bướm đã bay tới. Từ một, hai con hóa thành cả ngàn con, chúng từ người Tiểu Linh mà bay ra từng đàn sáng rực giữa hồ, chỉ đợi cô phát tay ra hiệu một cái là lập tức bay thẳng tới chỗ quân địch. Đám thú thấy đống hỏa điệp bé xíu thì khinh thường không thèm né, chúng nó hà họng hét vào mặt Tiểu Linh, nào ngờ sau tiếng hét đó lại là tiếng nổ. Hỏa điệp lúc nãy còn bay tung tăng trước mặt trong chốc lát đã bùng cháy hóa thành một cột lửa lớn, lửa tràn vào họng, thiêu đốt từ trong ra ngoài. Kẻ nào dính đòn đều bị thiêu đến không còn hình dạng, cuối cùng chỉ còn lại đống hơi nước bốc lên dữ dội sau lưng Ngư Ma, vụ nổ từ vô số hỏa điệp đó làm chao đảo cả mặt hồ. Mấy siêu phàm giả đeo mặt nạ bên ngoài rất chê, một đám ngu ngốc không có não, lao lên như thiêu thân, chết cũng dừa, đứng ngoài nhìn mà cười ẻ. Chỉ là không ngờ hỏa lực của Tiểu Linh lại khủng khiếp đến mức làm bốc hơi cả nước, làm bốc hơi giữa hồ luôn nó mới kinh hãi chứ. Từ trong đám hơi nước đó, cái đầu bé Na rớt ra, vẫn còn xác cơ đấy, thôi thì cũng tiện đường chôn cất, sau này lập bia mộ, còn có thể viết lên một sự tích ngu. Tiểu Linh lúc này đã dừng phóng linh lực, tuy nhiên các cánh hoa vẫn tiếp tục vây quanh cô, hơn cả thế thần sắc Tiểu Linh cũng có chút khác. Khác nhất là ánh mắt, cảm giác như nó trống rỗng vô hồn, ánh mắt thay đổi rõ ràng đến mức mấy siêu phàm giả đeo mặt nạ kín mít cũng nhìn ra. Bọn họ tự hỏi có phải Tiểu Linh đã bị khống chế do trực tiếp chạm vào Linh Hoa hay không? Câu trả lời thì đúng là vậy đó, Tiểu Linh giờ đây đã ở một cương vị khác, so với các bạn đồng trang lứa vẫn còn đang uống trà sữa, ăn bánh tráng thì Tiểu Linh đã làm ký chủ của Linh Hoa. Thế là xong, mất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây, đến một cái cánh của Linh Hoa cũng không lấy được, rắc rối hơn là kể từ lúc này lại có nhiều thêm một kẻ mạnh. Sau khi Linh Hoa đi vào cơ thể Tiểu Linh đã trực tiếp nâng cấp sức mạnh lên 49 vạn linh lực, giờ đây chẳng khác gì một con quái vật. Khiến bọn họ sợ, khác với bọn họ Tiểu Thanh bên cạnh lại vô cùng phấn khích, cô không quên hỏi Linh Hoa dùng cơ thể đó có quen hay không. Quen là quen như nào bà nội, mới dùng lần đầu quen là sao má, nhưng mà cơ thể này vẫn còn có thể mạnh hơn. Tiểu Thanh nghe xong mà bà xịt keo luôn chứ, vẫn chưa hiểu là Linh Hoa đang nói gì, vừa nãy phóng linh lực ầm ầm vẫn chưa phải là giới hạn hay sao. Không để Tiểu Thanh hoang mang quá lâu, Linh Hoa điều khiển cơ thể Tiểu Linh phóng vút lên cao, vác theo luôn mấy cái cánh hoa bên mình. Đến độ cao hợp lý thì rú lên như một con dở, đi kèm với tiếng gào đó là một lần nữa phóng ra cột linh lực khủng khiếp đâm lên trời. Lần sau dữ dội hơn lần trước cả trăm lần, như thể là Son Goku đang tiến hành đổi màu tóc, Tiểu Linh khuếch tán linh lực tứ phương, suýt nữa là thổi bay cả người. Vương Hạo cố gắng lắm mới đứng vững được, vậy mà lại mạnh tới mức này, Vương Hạo đứng xa như thế còn ăn gió gặp mồm, thì thử hỏi Ngưu Ma và Triệu Giao sẽ như thế nào. Hai đứa nó nhận đủ combo gió bão cộng nước hồ quật thẳng vào mặt luôn nha. Trời ơi mẹ ơi, biết là mạnh rồi nhưng mà có cần làm tới mức này không? Đúng là ngoài sức tưởng tượng, chỉ mới gào thôi đã uy lực tầm này, bả mà và cho một phát thì răng môi lẫn lộn trộn hết vào nhau mất. Tiểu Linh sau khi gào xong thì đáp đất trên cơ thể của Hắc Mã, từ đầu đến chân cô ấy linh lực đặc quánh trào ra, con người mà nhìn cứ tưởng con quỷ không đó, linh lực thế mà đã đạt ngưỡng tận 70 vạn. Thằng đội mũ rách nhìn thấy mà nghiến răng nghiến lợi, ông ta nói nếu Tiểu Linh chỉ đơn giản là bị dị thú khống chế thì có thể giết bằng tay, nhưng mà giờ đây mọi thứ đã khác. Dù đúng là bà bị Linh Hoa khống chế thật nhưng người bên ngoài nhìn vào lại không nhận ra điều đó, tình trạng này giống như là Tiểu Linh đã hấp thụ thành công Linh Hoa hơn. Giờ đây giết cô ấy là điều không thể mà nếu như có thể thì chính là công khai gây chiến với Liên Bang, Liên Bang chắc chắn không để yên.
Cái vụ liên bang không để yên thì đúng, nhưng mà cái vụ đòi giết bằng tay là sao? Ông nội có 32 vạn linh lực, thôi đó ông nội có hít cỏ quá 180 phút không mà ăn nói xả lơ quá. Trước sức mạnh to lớn của Linh Hoa trong cơ thể Tiểu Linh, Tiểu Thanh không thể không vui mừng. Thật sự không ngờ vẫn còn có chiêu này, quá đã, quá đỉnh. Bà Tiểu Thanh đang hú hét vui muốn chết thì Linh Hoa dội cho một gáo nước tỉnh lại liền. Cái chiêu này chỉ là mạnh tạm thời thôi, một tí nữa sẽ dẹp lại. Kiểu như bật ulti ấy, hết thời gian hiệu lực là lại phải đợi hồi chiêu, kiểu kiểu đó. Nhưng mà cũng không có sao hết, 70 vạn linh lực, mấy ai mà múc lại được. Linh Hoa nói rằng ngoài mấy đứa dễ dàng nhìn thấy ở đây ra thì còn có vài đứa nữa đang núp lùm. Nó có thể cảm nhận ra được rất nhiều hơi thở lạ của nhân loại. Bọn họ đều đang trực chờ cơ hội để nhảy vào. Ngoài ra lúc nãy hết hơi sung nên đã vô tình gọi đến rất nhiều súc vật. Cùng lúc có nhiều fan hâm mộ như thế, chỉ sợ là cơ thể này lo không xuể. Hơn nữa cho dù thoát khỏi cái hồ này, nó cũng không biết đi đâu. Trời ơi, em nói đúng bài rồi đó. Chị đây làm nhân sự lâu năm, tất nhiên có nhiều địa điểm cho em lựa chọn. Đầu tiên bấy bề có thể xem xét Thiên Sơn, nơi đó nhân loại kiêng rẻ không dám xâm phạm. Chỉ là chế độ sinh tồn ở Thiên Sơn cực kỳ tàn khốc, không biết bấy bề có chịu nổi không. Đề xuất như cái cứt vậy trời, chạy ra khỏi cái hồ để khỏi bị người ta đánh hội đồng rồi lại đi đến Thiên Sơn để vật vã sinh tồn chỗ đó à? Bà bị điên hả? Cái này là Linh Hoa chửi trong đầu thui nha. Thật ra là nó im re không nói gì hết á. Tuy nhiên nét mặt cũng viết hết chữ lên rồi. Nếu không đồng ý với đề xuất một thì mời bấy bề đến với đề xuất thứ hai. Mấy vụ đại sơn, họ hàng hang hốc cháu chắt chút chít của tụi tui đều ở đó hết đó.